Cô luôn rồi. Kìa chị. Nè cô tí mẹ. Nè hai con nè, chụp giùm cho hai con nè. Cái nào chụp giùm cũng được hết. Năm đây chứ đẹp lắm nè chị. Bỏ cái ba lô ngược ra đi. Rột đồ ra. Thiệt trong đây cũng có mặc đồ. Nó mấy cái đồ đẹp tự nhiên chụp giùm.